Ngày hôm nay, quà tặng mẹ xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm mới đến từ G-Ship Online, dòng sản phẩm đang được rất ưa chuộng tại thị trường Úc. Theo những nghiên cứu gần đây cho thấy, hạt chia cung cấp hơn 60% omega 3 axit béo, cao hơn rất nhiều lần so với bất kỳ loại hoa quả, thậm chí là các loại cá. Nếu bạn muốn thêm hàm lượng chất xơ vào trong các bữa ăn hàng ngày của chúng ta, thì việc lựa chọn G-Ship Online chính là một trong những lựa chọn hoàn hảo nhất, bởi hàm lượng chất xơ trong G-Ship Online cao hơn rất nhiều lần so với các loại rau củ, hoa quả khác. Trên hết, hạt chia còn chứa gấp 5 lần canxi có trong sữa, gấp đôi lượng kali trong chuối, còn có chứa nhiều protein có cấu trúc hoàn hảo bậc nhất và nhiều hơn gấp 3 lần chất chống oxy hóa có trong quả kỷ tử. Có những điều thú vị về Molai chắc chắn sẽ làm không ít người bất ngờ, đó chính là Molai chứa hàm lượng dinh dưỡng cao gấp rất nhiều lần so với các dòng sản phẩm chia xích khác. Đồng thời, Molai được trồng hoàn toàn theo quy trình sạch khắc khe tại Úc. Hạt chia Molai chính là sự lựa chọn lý tưởng cho những người đang ăn kiêng, giảm cân, những người bị tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Sản phẩm hiện đang được bán trên kênh quatangme.com. Để tìm mua sản phẩm một cách nhanh chóng, các bạn cũng có thể liên hệ qua số hotline 0906 771 880. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Quà Tặng Mẹ để không bỏ qua những thông tin thú vị và bổ ích các bạn nhé.